môi giới bất động sản không được cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề, nếu không sẽ bị thu hồi chứng chỉ. Bên cạnh đó, chứng chỉ hết hạn, môi giới cũng không được phép tiếp tục hành nghề. Nghị định 96-2024-NDCP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất Động sản 2023. Trong đó, có các quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và quy định đối với chứng chỉ hết hạn. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định 96-2024-NDCP thì người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự, người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa, người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề, người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh Bất Động sản 2023. Ngoài ra, chứng chỉ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nào cấp thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đó có trách nhiệm thu hồi. Trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi theo quy định của pháp luật thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 96-2024-NDCP. Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp chứng chỉ thông báo cho người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thông báo trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về tên người bị thu hồi chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đối với quy định chứng chỉ hết hạn, người có chứng chỉ hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản. Người có chứng chỉ hết hạn hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau. Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại nghị định này để cấp chứng chỉ. Số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ 2, lần thứ 3. Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm hồ sơ quy định tại Điều 26 của Nghị định 96, chứng chỉ cũ, bản gốc đối với trường hợp đã hết hạn hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới.